Chào các bác nhé. Hôm nay xin giới thiệu với các bác cái bộ combo em vừa phối ghép xong. Con âm ly Maran MCR612, con này hàng mới tinh luôn. Cái cell box của nó còn nguyên si, chưa bóc ra, bây giờ em sẽ bóc ra. Con này là sách tay từ Nhật về, hàng mới. Con này hàng nhập khẩu của Anh, Mission ZX1. Đây là một đôi loa màu đen, âm ly cũng màu đen luôn. Đây là một đôi loa cực kỳ đẹp, thiết kế rất đẹp. Thì em mở ra để giới thiệu với các bác nhé. Con này là còn mới nguyên các bạn, còn chưa bóc con này đâu. Con này hàng của Nhật về thì nó sẽ lên 100 V. Có một cái phiếu bảo hành của bên Nhật, tất nhiên là Việt Nam mình thì vẫn không dùng được. Trên này chỉ có một cái là sách hướng dẫn thôi. Các bác nhìn này, nó mới, hàng mới là nó nguyên si luôn, chưa bóc gì cả, mới tinh luôn này. Ngày hè bên nhau, tình mình đến rất nhanh. Chúng là em bán hàng là một thú vui, nhưng mà những cái lúc mà mình được bóc những cái bộ hàng mới này về, mà hàng đi từ Nhật về nó an toàn, mình cảm giác như là sung sướng. Đồng đời đã dấu yêu. Bác nhìn nó mới á. Nó mới tinh luôn. Anh đến với em với tất cả tâm hồn. Trong này nó sẽ có em đến với anh. Thùng đầy đủ của nó sẽ có này các bác nhé. Có điều khiển này, có anten này, lại có tiếp cuốn sách hướng dẫn tiếp, dây nguồn, pin của điều khiển. Cái này thì hầu như không dùng gì mấy nên là em sẽ để nguyên, nhưng mà điều khiển thì phải lấy ra để tí vào cấu hình. Điều khiển sẽ lắp pin vào. Trong đôi mắt anh là niềm vui, là một tương trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên. Đồng nắng như đã dấu yêu. Xong, đây là đôi loa. Xong mình chưa đặt lên. Đây là một đôi loa của anh. Thiết kế rất đặc biệt, đẹp. Đây là đôi loa Buxell, nó cao chỉ có 35, cao 30 cm, nhưng nó sâu đến 35 cm. Các bác nhìn thùng đóng như này là biết là hàng nó làm rất chi là phân khúc cao cấp ấy. Có đôi găng tay các bác nhé, có mấy cái núm để dán loa này, mấy cái chân đế ấy. Có phiếu bảo hành. Con này em nhập mới mà. Xem nó có một cái tấm to. Con này làm quả thùng cực kỳ chất lượng luôn. Các bác nhìn này, nó không dùng xốp mà dùng cái mút này cực kỳ chắc chắn luôn. Con đôi loa này khá là lớn đấy các bác. Con này khá là nặng. Cái thùng này hơn 20 cân. Mỗi loa nó nặng cũng phải tầm 9 cân một chiếc. Các bác nhìn, loa khá là lớn. Anh đến với em
trên và tép này là nó ngược xuống dưới các nhá. Loa cực kỳ ấn tượng, vỏ bóng piano, chiều sâu này 35cm nhưng mà chiều cao chỉ có 30 thôi, chiều này được 22cm. Nó có một cái e-căng hit 500 ở đây, e-căng này hình như cũng làm, e-căng nó cũng làm được luôn. Để tháo luôn cái chiếc kia ra. Cái loa này thật sự ấn tượng, làm đẹp thật đấy. Kê ra xong rồi em sẽ đặt lên, chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đây là một bộ phối ghép rất tuyệt vời đấy các bạn. Các bạn nhìn nó có ấn tượng nhé. Đây, giờ em sẽ quay chi tiết các bạn nhé. Đây, nó khui hàng xong rồi. Các bạn nhìn nó đẹp. Âm ly đôi loa. Âm ly này tích hợp Bluetooth AirPlay, USB đọc ổ cứng, CD, bắt Wi-Fi, điều khiển qua app, tất tần tật đầy đủ các tính năng, có cả cổng quang cho TV nữa. Đôi loa cực kỳ ấn tượng các bác nhé. Xem qua phía sau, cọc loa làm rất đẹp luôn, một lỗ thông hơi, đó là Mission ZX1, coi nhìn đây là loa của anh. Bây giờ em sẽ làm clip để test cái bộ này. Các bác chờ xem nhé, đón xem clip test của bộ này của em.